Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự co giật hay động kinh. Điều gì có thể gây ra co giật? Nguyên nhân cụ thể thường không rõ ràng. Co giật có thể do các hóa chất cụ thể trong máu gây ra, cũng như các bệnh nhiễm trùng như viêm mão não hoặc viêm não. Nguyên nhân phổ biến ở trẻ em là co giật do sốt. Các khả năng khác bao gồm bệnh sao đĩa, chấn thương đầu, đột quỵ hoặc thiếu oxy lên não. Điều gì xảy ra trong cơn co giật? Bạn có thể có một chuỗi chuyển động cụ thể được gọi là co giật. Trong cơn co giật, bạn mất ý thức, cơ thể trở nên cứng nhắc hoặc căng thẳng. Sau đó bạn có các cử động giật nhanh. Làm thế nào để ngăn chặn co giật? Dưới đây là một số mẹo có thể giúp bạn giảm nguy cơ bị co giật động kinh. Ngủ nhiều mỗi đêm, đặt lịch ngủ đều đặn và tuân thủ nó. Tìm hiểu kỹ thuật quản lý căng thẳng như thư giãn, tránh ma túy và rượu. Điều trị chứng co giật là gì? Điều trị co giật thường liên quan đến việc sử dụng chống co giật thuốc. Một số tùy chọn tồn tại trong chống co giật thuốc. Mục đích là tìm ra loại thuốc phù hợp nhất với bạn và ít gây ra tác động phụ nhất. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể đề nghị nhiều loại thuốc. Co giật có đau không? Một số trẻ em bị đau như một phần của cơn co giật, một phần đơn giản hoặc phức tạp. Hỏi con bạn xem cơn co giật của chúng có đau không? Trong khi trẻ lên cơn co giật, trẻ có thể la hét, ngã xuống đất và co giật. Điều này thật đáng sợ khi xem, nhưng họ không nhận thức được điều đó. Co giật có chữa khỏi được không? Ngày nay hầu hết bệnh động kinh được điều trị bằng thuốc. Thuốc làm không giữ chữa động kinh, nhưng họ có thể thường xuyên kiểm soát co giật rất tốt. Khoảng 80% những người bị động kinh ngày nay ít nhất một lúc nào đó cũng có thể kiểm soát được cơn co giật của họ bằng thuốc. Tất nhiên điều đó có nghĩa là 20% số người bị động kinh không được giúp đỡ bằng thuốc. Căng thẳng có thể gây ra co giật không? Bộ não của bạn rất nhạy cảm với những thay đổi này. Và nếu có sự thay đổi đủ lớn so với bình thường, bạn có thể bắt đầu bị co giật. Căng thẳng cảm xúc cũng có thể dẫn đến co giật. Căng thẳng cảm xúc thường liên quan đến một tình huống hoặc sự kiện có ý nghĩa cá nhân đối với bạn. Những loại thực phẩm nào có thể gây ra cơn động kinh? Các chất kích thích như trà, cà phê, sô-cô-la, đường, đồ ngọt, nước ngọt, muối dư thừa, gia vị và protein động vật có thể gây ra cơn co giật do thay đổi đột ngột sự trao đổi chất của cơ thể. Một số cha mẹ đã báo cáo rằng phản ứng dị ứng của một số loại thực phẩm, ví dụ như bột mì trắng, thường như cũng gây ra cơn co giật cho họ. Điều gì có thể gây ra co giật ở người lớn? Nguyên nhân của co giật có thể bao gồm nồng độ natri được hoặc gluco bất thường trong máu, nhiễm trùng não bao gồm cả viêm màng não và viêm não, tổn thương não xảy ra cho em bé trong quá trình chuyển dạ hoặc sinh nở, các vấn đề về não xảy ra trước khi sinh, khuyết tật não bẩm sinh, khối u não, lạm dụng ma túy, điện giật, bệnh động kinh. Co giật có lây không? Động kinh là không truyền nhiễm. Bạn không thể bắt nó từ một người có nó. Nó không được truyền lại qua các gia đình, di truyền giống như cát mà mắt xanh hoặc tóc nâu. Nhưng ai đó có người thân mắc bệnh động kinh có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn một chút so với những người không có tiền sử gia đình bị động kinh. Sữa có thể gây co giật không? Trong số các loại thực phẩm khác nhau có thể gây ra cơn động kinh, các sản phẩm từ sữa là mối quan tâm lớn vì việc sử dụng quá nhiều chúng trong chế độ ăn uống từ sữa, và một số nghiên cứu đã chứng minh dị ứng protein sữa bò có thể gây ra động kinh. Thiếu ngủ có thể gây ra co giật không?
Mất ngủ là phổ biến nhất từ hai kích hoạt và các cơn co giật. Trong một số trường hợp, nó là nguyên nhân gây ra cơn động kinh duy nhất mà một người từng phải chịu đựng. Tuy nhiên, lý do mà thiếu ngủ có thể gây ra cơn động kinh vẫn chưa được biết. Điều gì xảy ra trong não trong cơn động kinh? Nó bao gồm các tế bào thần kinh giao tiếp với nhau thông qua hoạt động điện. Một cơn động kinh xảy ra khi một phần của não nhận được sự bùng nổ của các tín hiệu điện bất thường tạm thời ngắt điện bình thường não chức năng. Các điều trị tốt nhất cho chứng co giật là gì? Các bác sĩ thường đề nghị các liệu pháp tâm lý, chẳng hạn như liệu pháp hành vi nhận thức, để giúp điều trị các cơn co giật không động kinh. Những phương pháp điều trị này giúp một người kiểm soát căng thẳng tiềm ẩn gây ra cơn động kinh. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.